Bị chồng cũ chặn xe đe dọa trên đường đón con, Diệp Lâm Anh cầu cứu vợ chồng cường đô la. Diệp Lâm Anh vừa khóc vừa chia sẻ trên livestream thu hút sự chú ý. Cách đây vài giờ, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi đăng tải đoạn livestream chia sẻ về sự sợ hãi, lo lắng khi chồng cũ chặn đầu xe trên đường cô đón con tan học. Trong đoạn video, doanh nhân Đức Phạm, chồng cũ Diệp Lâm Anh có thái độ giận dữ, nhảy lên ca, hô xe ngồi. Theo đó, khi Diệp Lâm Anh vừa đón con ra khỏi cổng trường, chồng cũ đã xông đến. Giằng co đòi đưa con gái lớn về nhà nhưng cô không đồng ý nên cả hai xảy ra tranh cãi. Mặc cho Diệp Lâm Anh đề nghị về nhà nói chuyện, thiếu gia Đức Phạm ngồi hẳn lên xe, dọa gọi công an đến bắt vợ nếu không hợp tác. Trong livestream, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ, hiện tại, bây giờ chúng tôi vẫn chưa có thống nhất, thỏa thuận cụ thể tại tòa nên tôi là người giám hộ. Trực tiếp chăm sóc các con nên có bất cứ điều gì thì anh ấy phải là người nói chuyện với tôi. Diệp Lâm Anh cho biết thêm, trước đó, chồng cũ đã tự ý đến trường đón con trai B, boy mà không nhận được sự đồng ý của cô. Trong suốt một năm qua, nam doanh nhân không hề chu cấp tài chính cho các con. Hiện phía Diệp Lâm Anh vẫn đang cố gắng hết sức để giành quyền nuôi hai con. Diệp Lâm Anh chia sẻ, suốt nhiều tháng qua mình bị chồng cũ chèn ép nặng nề về tinh thần. Thậm chí, tất cả công việc kinh doanh cũng bị người cố tình phá. Sự việc đến nông nỗi hôm nay, anh ấy đã thật sự cạn tình nghĩa. Theo lời của Diệp Lâm Anh, chồng cũ của cô còn dắt thêm người đến khiến cô và con gái trong xe vô cùng sợ hãi. Người đẹp liên tục gọi điện cầu cứu vợ chồng cường đô la. Bây giờ nhảy lên xe ngồi, không cho xe đi, quá trời sợ hãi rồi. Giờ bây giờ kêu giang hồ qua ngần này người rủ sao. Khi một người bạn bên cạnh nói rằng vợ chồng cường đô la và Đàm Thu Trang đang trên đường qua, Diệp Lâm Anh không giấu nổi sự bình tĩnh. Cô liên tục lặp lại địa chỉ nơi mình đang bị chồng cũ chặn xe cùng với giọng nói có phần hoảng loạn cùng sợ hãi. Anh gọi cho anh Cường đi, anh bảo anh Cường qua liền đi. Bà mẹ hai con liên tục nói trên sóng livestream. Hiện Diệp Lâm Anh và chồng có mặt tại trụ sở công an phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để tường trình, nhờ giải quyết sự việc.